cục nó coi, quay gần là anh sẽ quay gần là anh em sẽ thấy. Còn nếu mà kéo xe lên dây là không thể thấy được. Nói chung bỏ bên cáp nha, tất cả bên cáp không rỉ, bên cáp chứ không phải là bên inox nha, siêu mạnh, tốc tay hơn. Cửa vuông tất cả là bình cáp hết nha. Cái nào như cái đó thôi. Cái loại này thì thì anh đi xuống đi cỡ nào thì anh thả đi nó cũng như vậy thôi, chứ không có nó là co vậy. Bây giờ thấy nhắn.